cái này cái dạng chai ấm ấm xuống thì nó sẽ xịt ra mọi người. Nó thì nó chỉ cần ấm khoảng 2 lần thôi, thì sau khi đã có trên cái bông, nó thấm trên bông thì mọi người sẽ apply nhẹ nhàng như vậy đều khắp mặt luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình lại trở lại, và cái video ngày hôm nay thì mình muốn nói nhiều về một cái sản phẩm rất là thần thánh mà mình nghĩ là cũng nhiều bạn đã biết đến, đặc biệt là những bạn nào mà hay quan tâm về những cái vấn đề skincare sẽ quan tâm đến cái sản phẩm của nhà Obagi. Đây là một cái sản phẩm mà cái công dụng chính của nó là để tẩy tế bào chết mọi người. Nhưng mà mình muốn nói sâu hơn về cái sản phẩm này và cái tác dụng của nó có thật sự tốt cho tất cả mọi đối tượng hay không, và sử dụng nó như thế nào để kết hợp với lại những cái loại serum khác hàng ngày của mình cho nó hiệu quả nhất, và cách apply như thế nào, rồi sử dụng một tuần thì bao nhiêu lần là tốt nhất. Mời mọi người hãy đi sâu vào cái video này của mình nha. Thì cái dòng sản phẩm Obagi á, của cái công ty này thì nó có rất là nhiều loại sản phẩm mọi người, mà chuyên điều trị da, tức là những cái loại da mà đang gặp vấn đề nào đó thì nó sẽ có những cái sản phẩm riêng đặc trị cho từng loại da đó. Giống như là da có nhiều, rất là nhiều mụn ẩn, hay là da lỗ chân lông to, rồi da bị lão hóa, nó có những cái dòng sản phẩm khác nhau. Hôm nay thì mình muốn nói riêng về cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này thì thành phần của nó thì đơn giản thôi. Nó có tên gọi là Salicylic Acid 2% và Acne Treatment, tức là chuyên về điều trị mụn đó mọi người. Thì mình đã sử dụng cái sản phẩm này thật sự là cũng được một thời gian khá là dài rồi. Thì mình nói thêm là đây là một cái sản phẩm của Mỹ đó, nha mọi người. Cái sản phẩm này mình mua ở Việt Nam, tại vì ở bên Anh này mình không tìm được sản phẩm của nó, cho nên là mình gửi người nhà ở bên Việt Nam mua rồi gửi qua cho mình. Thì cái sản phẩm này, cái thành phần của nó là gồm có rất là đơn giản, có là salicylic và tinh dầu bạc hà thôi. Còn lại là những thành phần khác đã nhỏ không đáng kể nên nó không có ghi trong đây. Thì cái sản phẩm này nó tác dụng như thế nào? Thật sự thì lúc đầu mình mua cái sản phẩm này là khi da mình bắt đầu có những cái dấu hiệu giống như là nổi rất là nhiều mụn ẩn dưới da, li ti. Khi mà mình nhìn ở ngoài thì mình không thấy, nhưng mà lúc mà mình chạm vào da thì nó có rất cảm giác rất là sần sùi mọi người, rất là khó chịu. Và lúc mà mình đi ra ngoài mình phải giống như là nên phải trang điểm, còn nếu không thì nhìn da rất là ghê. Đặc biệt là dưới ánh nắng mặt trời nữa thì nhìn da rất là sần sùi luôn, không hiểu sao nữa, nhất là trên trán và hai bên má của mình rất là nhiều. Thì mình có thấy trên mạng nên mình cũng thấy nó rần rần nổi nổi đình đám luôn, thì mình quyết định là gửi người nhà ở Việt Nam mua để gửi sang, vì mình tìm hoài thì cũng không thấy ở bên Anh này có bán. Thì sau khi mình sử dụng được một thời gian rồi thì mình thấy cái sản phẩm này nó cực kỳ là hay luôn. Và mình phải nói thêm với mọi người là cái sản phẩm này là một sản phẩm khá là mạnh, cho nên là đối với những cái da nào hơi yếu á thì mình không nên sử dụng, hoặc là sử dụng rất là cẩn thận. Và đặc biệt là sau khi sử dụng cái sản phẩm này thì mọi người phải nên chú ý là xài thật là nhiều kem chống nắng nha mọi người. Cái kem chống nắng thì do mình sử dụng của The La Roche-Posay, của nhà La Roche-Posay. Cái sản phẩm này thì mình rất là ưng. Cái của mình nó là cái lằn màu xanh, xanh lá nha mọi người. Cái dòng của La Roche-Posay thì trị mụn rất là chống nắng cực kỳ là hiệu quả, ai cũng biết rồi ha. Có thể là nó không hợp với một số người, nhưng mà đối với mình nó rất là ok mọi người. Nên mình cũng sử dụng rất là nhiều chai của La Roche-Posay rồi. Đó, thì đi vào cái sản phẩm này sâu hơn thì mình muốn chia sẻ đến mọi người á là cách để sử dụng sản phẩm này. Nếu như mà mọi người bắt đầu sử dụng á và da mọi người là da yếu và có nhiều mụn ẩn, thì mình khuyên mọi người sử dụng khoảng 2 lần một tuần thôi nha. Thì bắt đầu, ví dụ như là bắt đầu là ngày thứ 2 trong tuần thì mọi người sử dụng đi. Thì mình recommend mọi người là không sử dụng cái này vào buổi sáng, mình chỉ sử dụng vào buổi tối thôi. Thì sử dụng như thế nào? Đầu tiên là mình, bây giờ mình chia một tuần 7 ngày, thì thứ hai là mình bắt đầu sử dụng. Thì tối thứ hai á, sau khi mọi người rửa mặt thật sạch sẽ, rồi tẩy trang rửa mặt thật sạch sẽ, thì mình bắt đầu phải apply một cái lớp toner trước nha mọi người.
Thì toner thì mình thích sản phẩm của The L'Oreal, cái này là ngon bổ rẻ nè mọi người. Mình thích cái mùi của nó tại vì nó rất là thơm nhưng mà cũng khá là dịu nhẹ. Mùi hoa hồng và hoa nhài mọi người. Nếu như mà ai không hợp với những cái sản phẩm mà có chứa hương á thì mình không nên sử dụng, tại vì cái này là một sản phẩm có chứa mùi hương nha mọi người. Đó thì đầu tiên là mọi người phải apply một cái lớp nước hoa hồng hay còn gọi là toner trước. Tại vì mình apply như vậy á, thì tại vì cái này là sản phẩm mạnh nên mình không mình muốn da mình có một cái lớp bảo vệ trước khi sử dụng cái sản phẩm này. Còn ai mà da rất là khỏe thì các bạn có thể apply thẳng luôn không sao cả. Đó thì muốn thường mình sử dụng á, thì mình sẽ dùng một cái bông tẩy trang như thế này. Xong rồi cái này là cái dạng chai ấn ấn xuống thì nó sẽ xịt ra mọi người. Đó thì nó chỉ cần ấn khoảng 2 lần thôi, thì sau khi đã có trên cái bông, nó thấm trên bông thì mọi người sẽ apply nhẹ nhàng như vậy đều khắp mặt luôn. Đó thì sau khi đã dùng bông tẩy trang để mà apply cái nước này lên mặt rồi đó, thì cái cảm giác đầu tiên sẽ là lạnh lạnh mát mát, sau đó thì sẽ là nóng, rất là cảm thấy nóng hết cái mặt luôn. Thì ok, không sao cả, mọi người đừng có sợ, tại vì đây là một sản phẩm nó có tinh dầu bạc hà bên trong cho nên là nó cũng hơi cảm thấy hơi hơi kích ứng cái da mặt một tí, nhưng mà không sao cả. Thì sau khi đã cho cái sản phẩm Dior Body này lên rồi á, thì mọi người đừng có xài cái sản phẩm nào ngay lập tức cả. Tất nhiên là sau đó thì mình cũng phải cho những cái sản phẩm khác lên, chứ không mình không có recommend mọi người xài cái này một mình, tại vì cái này nó sẽ làm rất là khô da, không không tốt một tí nào. Thì sau khi mình đã cho cái sản phẩm này lên rồi, mình sẽ đợi khoảng chừng 20 phút, nếu mọi người có thời gian đợi 20 đến 30 phút. Sau đó thì mọi người sẽ làm tiếp những cái bước skin care khác cho buổi tối hôm đó. Thì mọi người có thể sử dụng thường, thì sau khi xài cái đó rồi á, thì mình hạn chế xài nhiều thứ, nhưng mà mình phải xài một cái gì đó đúng không mọi người, thì mình sẽ xài The Ordinary này, hoặc là mình xài cái Hyaluronic Acid. Đây là một sản phẩm dưỡng ẩm khá là tốt cho nên mình sẽ xài sau cái Dior Body. Thì khoảng 30 phút sau mình sẽ apply cái này lên. Rồi sau đó thì cách khoảng chừng 5 đến 10 phút sau thì mọi người sẽ xài kem dưỡng ẩm cho mình nha. Kem dưỡng ẩm là một cái bước quan trọng sau khi mọi người đã sử dụng cái này, tại vì cái này sẽ làm khô da rất là nhiều. Kem dưỡng ẩm thì mọi người có thể xài bất cứ cái loại nào hợp với mọi người, nhưng mà mình recommend là cái loại nào mà nó giữ ẩm khá là sâu và nó rất là gọi là gì ta, thích á mọi người, là kem dưỡng ẩm mạnh đó nha, tại vì như vậy nó sẽ hỗ trợ cho cái sản phẩm này để làm cho da không có bị khô. Đó thì sau khi sử dụng cái sản phẩm này được khoảng chừng vài tuần, nó tác dụng rất là nhanh mọi người, khoảng chừng 2 tuần, 2 đến 3 tuần thôi là mọi người đã thấy da mình cải thiện, giống như là thay đổi cực kỳ là nhanh luôn. Và nó thay đổi như thế nào thì đầu tiên nó làm những cái nếu mà bạn nào có da mụn và rất là nhiều phải gọi là cái gì ta, nhiều mụn ẩn và lỗ chân lông to, trước là mình mụn ẩn nhiều ở vùng trán này, vùng má nè, rồi lỗ chân lông thì ở trên mũi to nè, với lại hai bên má. Thì sau khi sử dụng được khoảng chừng 2 tuần đến 3 tuần thôi, cái này là mình nói là tác dụng lâu đó nha, còn có khi là tác dụng nó sẽ nhanh nhanh hơn như vậy nữa. Thì mình thấy là mụn ẩn nó khô lại cực kỳ là nhanh luôn, sau đó thì nó đẩy lên, đẩy mụn ẩn lên, nó khô và nó đẩy cái cùi lên. Thì mình không cần phải làm gì cả, không cần phải nặng nha, không không mọi người không nên nặng. Thì mỗi ngày mình cứ rửa mặt ra, sử dụng cái tẩy tế bào chết, cái loại sữa rửa mặt mà có những cái cát á mọi người, để tẩy tế bào chết thì cực kỳ là tốt cho những cái da mà mụn ẩn nó bị đẩy lên đó, thì mụn ẩn sẽ nó bị rửa trôi đi luôn, mình không nhận ra được luôn. Thì đến một lúc nào đó tự nhiên mình nhận thấy là da mình nó mịn hẳn lên, mụn ẩn giảm đi rất là nhiều luôn, da rờ vô thì thấy là mịn mịn hẳn luôn á. Rồi thì sau đó là mình sẽ không xài cái Obagi này nữa. Cái Obagi này mình không hy vọng là mọi người sẽ không xài mỗi ngày vì nó rất là mạnh. Thì sau khi xài được một vài tuần á, mình nghĩ là khoảng chừng 1 tháng là những vấn đề về da này nó sẽ giảm rất là nhiều rồi, nên mọi người không cần phải sử dụng lâu hơn nữa đâu. Đặc biệt là lỗ chân lông mọi người cũng thấy là sẽ được thu nhỏ lại, tất nhiên là mụn ẩn không còn, da sạch không có nhờn nhiều á, thì lỗ chân lông nó sẽ ít bị nở ra to và thậm chí là nó sẽ nhỏ lại đi nữa, cho nên là đó là một bước
giống như là một cái tín hiệu rất là tốt đúng không mọi người. Thì mình không có recommend mọi người xài cái sản phẩm này nhiều hơn một tháng nha. Rồi sau đó thì mình không xài nữa thì mình cứ xài những sản phẩm khác hàng ngày. Và mình khuyên mọi người là nếu mà những ai xài skincare thì nên làm mỗi ngày, nên skincare mỗi ngày thì cái tình trạng da của mình sẽ được giữ cải thiện và giữ nguyên, nó không có bị xấu đi nữa. Còn những ai mà lười lười như mình đó thì thỉnh thoảng ở một tuần có thể quên một hai ngày thì đó, nếu mà quên lâu quá thì da nó sẽ ngay lập tức nó xấu liền mọi người à. Đó rồi thì ok, sau sau khi đã không sử dụng Dioguardi kia nữa thì mọi người thỉnh thoảng nếu mà mọi người ăn đồ nóng hay cái gì nó sẽ cũng sẽ lên một vài đốm mụn này nọ, hay là thời tiết có nhiều tác nhân thì mụn lại lên đúng không, nhưng mà một vài nốt thôi thôi thì mình sẽ bắt đầu lại nhờ vào nó nữa. Thí dụ như là những cái bữa nào mình thấy mụn mặt mình lại nổi một hai nốt mụn thì mình bắt đầu tối hôm đó mình lại sử dụng cái sản phẩm để này nữa. Thì cũng làm y chang như cái lúc mà mình chỉ mọi người đó, nhưng mà nhớ là sáng hôm sau mọi người phải xài thật là nhiều kem chống nắng vào nha. Loại nào cũng được nhưng mà chắc chắn là phải là loại 50 cộng để bảo vệ da tốt nhất, nếu không là ban mặt luôn. Đó thì những cái lúc mà da bạn sau khi đã sử dụng một thời gian không sử dụng nữa thì da thỉnh thoảng lên mụn thì mình lại tiếp tục xài 1 đến 2 hôm nữa thì mụn nó lại sẽ biến mất nữa, nó sẽ không còn mụn nữa thôi. Cho nên là như vậy là đủ rồi mọi người, không nên xài xuyên suốt, và cái này tác dụng nó rất rất là nhanh, cho nên là mình khuyên mọi người xài có liều lượng, và đối với những da mà yếu thì mình nên sử dụng cẩn thận một tuần nhiều nhất là 2 lần thôi. Còn đối với mình có thể sử dụng 3 lần, vì da của mình là chất da ẩm nhờn, cho nên là những da nhờn thì thường nó khỏe hơn da mà da khô, chắc hẳn là mọi người đều biết chuyện đó. Đó thì đây là cái cách sử dụng nhà Obagi, cái loại sản phẩm trị mụn và tẩy tế bào chết này, tẩy tế bào chết hóa học. Đó thì cách sử dụng thì đơn giản thôi mà mọi người cũng phải cẩn thận, và hy vọng mọi người sẽ nhờ cái video này mà mọi người biết thêm về cái sử dụng sản phẩm này và cách sử dụng như thế nào là tốt nhất. Trong một cái video nào đó thì mình sẽ giới thiệu cách kết hợp những sản phẩm này với nhau, giống như là hiện giờ mình cũng đang xài The Ordinary thì cách kết hợp những sản phẩm này với nhau ngày đêm và bao lâu bao bao nhiêu lần một tuần để mang hiệu quả tốt nhất thì hẹn gặp lại mọi người ở cái video đó nha. Xin chào mọi người và chúc mọi người sẽ thành công trong cái con đường skincare của mình để có một làn da khỏe đẹp sáng, và sẽ nhờ đó và tự tin hơn trong mọi việc, trong công việc, trong cuộc sống. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Bye!